viên thân mến, hôm nay Tiếng Trung .vn sẽ quay trở lại với các bạn với một chuyên đề, đó là về các đặt câu hỏi trong tiếng Trung. Đây là một chuyên đề cực hay, cực quan trọng, bởi vì khi các bạn làm tốt được cái chuyên đề này thì chúng ta nói chuyện, chúng ta đưa ra các yêu cầu rất là dễ dàng và chuẩn xác. Bây giờ bước 1, chúng ta sẽ vào phần hỏi bằng ngữ điệu. Hỏi bằng ngữ điệu thì cuối câu thì các bạn sẽ lên giọng một chút thì nó sẽ ra thành một câu hỏi. Ta ví dụ luôn, ni zài xie han zi, bạn đang viết chữ Hán à? Câu số 2, ni ye jui jilebu, bạn cũng đi câu lạc bộ phải không? Đó là cách hỏi bằng ngữ điệu, tức là bạn sẽ lên giọng ở cuối câu. Dạng câu hỏi số 2, đó là câu hỏi dùng chữ ma. Ma thì nôm na các bạn hiểu trong tiếng Việt có nghĩa là không. Nhỉ ai của ma, anh có yêu em không? Hoặc là tham ân dẻ tật chiếu ngủ khẩn trình trải ma. Cái tiết mục mà họ biểu diễn rất là thú vị phải không? Tham ân dẻ tật chiếu ngủ khẩn trình trải ma. Tha chi thiên bù lái ma, anh ta hôm nay không đến hả? Tha chi thiên bù lái ma. Hoặc là nỉ mần dối thiên mấy truy trang quang ma. Nỉ mần các bạn chúa thiên hôm qua mấy chị không đi tham quan ma phải không? Nếu mà chúa thiên mấy chị tham quan ma, cái vali này cái vali này có phải của bạn hay không? Lão sư hồi gia rồi mà, thầy giáo đã về nhà chưa? Chúng ta sẽ đi tiếp. Còn một mẫu nữa đó là nǐ qù guò zhōngguò le ma, bạn đã đi qua Trung Quốc chưa? Đó là cách đặt câu hỏi mà chúng ta thêm chữ ma ở cuối câu. Ma dịch sang tiếng Việt mình có nghĩa là không. Ngoài ra các bạn có thể sử dụng phần số 3, tôi muốn hướng dẫn là các bạn sử dụng cách hỏi dùng các cái đại từ nghi vấn. Ví dụ sui là ai, nǎ cái nào, nǎ ở đâu, shěme cái gì, zěme như thế nào, zěme yàng chấm mơ cộng với động từ thì làm cái gì bằng cách nào. Chấm mơ yang là như thế nào, chỉ là hỏi dưới 10, tùa xảo hỏi trên 10, wèi shěme mơ là tại sao. Bây giờ chúng ta đi vào các ví dụ cụ thể nhé. Sui qù nǎ bào zhí, ai sẽ đi lấy báo đây. Nǐ zài zhǎo shěme mơ, bạn đang tìm cái gì thế. Nǐ zài zhǎo shěme mơ, chưa sư什么地方, đây là cái chỗ nào thế, đây là nơi nào thế. Hoặc là chúng ta sẽ đi tiếp. Hôm nay là thứ mấy. Hoặc là ní mải chí bẩn su, bạn mua mấy quyển sách. Chỉ là các bạn hỏi cho trường hợp là dưới 10. Thế còn trên 10 chúng ta dùng một cái từ khác, đó là từ tuổi xảo. Trên 10 cái đến ước lượng thôi. Chúng ta thử đọc luôn. Quản hội yếu tuổi xảo chế mụ, quản hội là giả hội, yếu tuổi xảo chế mụ có bao nhiêu tiết mục. Tập lại, quản hội yếu tuổi xảo chế mụ. Chúng ta đi tiếp. Chỉnh quân chỉ tung yến chẩm ya, xin hỏi đi đến sở thú thì như thế nào. Hoặc là xin thiên thì chẩm ya, hôm nay anh thế nào, xin thiên thì chẩm ya. Bây giờ chẩm ơ cộng với một động từ, tức là bạn làm cách, làm việc gì bằng cách nào. Trong tiếng Anh là how đấy. Chúng ta bắt đầu nhé. Chữ cơ chữ chẩm ơ xỉa, cái chữ Hán này viết như thế nào. Chữ cơ khan chữ chẩm ơ xỉa, chữ Hán này viết như thế nào. Các bạn chuyển sang một cái từ nữa là, chúng ta đi tiếp. Cái từ nạ thì là nào. Giữa cái từ 5-6 cái, các bạn chọn 4, chọn đến một thứ mà là nạ cơ. Cái nào trong cái đám đấy. Chúng ta tập lại. Nǐ shì nǎ guō rén. Nǐ là bạn, shì là nǎ guō rén, người nước nào. Tiếp theo ta sử dụng một cái từ nữa là chẩm ơ cộng với một động từ, đúng không? Chẩm ơ xỉa viết như thế nào, chẩm ơ tú đọc như thế nào, chẩm ơ mải mua bằng cách nào, chẩm ơ khan xem bằng cách nào. Rồi chúng ta đi tiếp.
ta có một cái câu là tha xin giai chẩn yang, tha xin giai chẩn yang, tha là anh ta, xin giai là bây giờ, chẩn yang là như thế nào, tha xin giai chẩn yang, mình hiện truy chẩn yang, ngày mai đi thì thế nào, chẩn yang có nghĩa là thì thế nào. Ta đi tiếp, chỉ quân yếu trí chạy nả, chỉ quân bưu điện, chỉ quân là xin hỏi, yếu trí là bưu điện, chạy nả là ở đâu, nả có nghĩa là ở đâu. Tập bạn, chỉ quân yếu trí chạy nả, nỉ chia chạy nả, nhà bạn ở đâu, nỉ công sư chạy nả, công ty của bạn ở đâu. Chúng ta đi tiếp, chúng ta có cái từ là chẩm giác, hỏi dùng cái từ chẩm giác. Mình thiên của mình trí sang kẻ chẩm giác, mình thiên ngày mai của mình chị đi sang đẹp cửa hàng chẩm giác như thế nào thì thế nào. Chúng ta tập lại, mình thiên của mình trí sang đẹp chẩm giác. Rồi trên đây đó là các cách mà chúng ta có thể hỏi dùng từ để hỏi đấy. Trong tiếng Anh nó là WH question này, thì tiếng Trung thì có một số từ như chúng ta vừa mới làm, từ xế này, ai này, chấm giác là như thế nào, chấm cộng động từ là làm bằng cách nào này, hoặc là chỉ là hỏi dưới 10 này, tua sảo hỏi trên 10 này. Đó, bây giờ chúng ta đi tiếp sang một loại câu hỏi nữa, phần 4, đó là câu hỏi chính phản. Các bạn đặt một khẳng định bên cạnh một phủ định thì các bạn tạo ra một nghi vấn, đơn giản vậy thôi. Cái này giống tiếng Việt. Chúng ta bắt đầu luôn. Yếu trí lý trợ yuán bù yuán, yếu trí là bù điện, lý trợ cách ở chỗ này, yuán bù yuán có sai không? Yếu trí lý trợ yuán bù yuán. Chúng ta đi tiếp. Chín thiên nỉ sang bù sang bạn, chín thiên là hôm nay, nỉ là bạn, sang bù sang bạn có đi làm không? Chín thiên nỉ sang bù sang bạn. Chúng ta đi tiếp. Nỉ hội xua Trung Quốc hoa bù hội, nỉ hội xua Trung Quốc hoa, bạn có biết nói tiếng Trung Quốc bù hội hay là không biết? Bây giờ chúng ta đi tiếp, đó là một câu khác, cách hỏi chính phản của câu vị ngữ động từ có bổ ngữ chỉ khả năng. Ta ví dụ luôn, nǐ kiè gè shí diǎn yǐqiān huí de lái huí bù lái, nǐ kiè gè anh trai bạn shí diǎn yǐqiān trước 10 giờ huí de lái về kịp, huí bù lái hay về không kịp. Chúng ta tập lại, nǐ kiè gè shí diǎn yǐqiān huí de lái huí bù lái. Chúng ta đi tiếp. Hiện tại truy lái tới chí lái bù chí, hiện tại truy bây giờ đi, lái tới chí kịp, lái bù chí hay là không kịp. Hiện tại truy lái tới chí lái bù chí. Bây giờ chúng ta sang cách hỏi chính phản của câu vị ngữ động từ có bổ ngữ chỉ kết quả. Ta ví dụ, xiao wang nǐ ná dào hù zhào měi you, xiao wang tiểu vương nǐ ná dào hù zhào měi you, bạn đã cầm được cái hộ chiếu chưa? Cách hỏi chính phản của câu vị ngữ động từ có bổ ngữ chỉ trình độ. Ta ví dụ luôn, chi chưa khai đỡ khoai bù khoai, chi chưa xe hơi khai đỡ chạy khoai bù khoai, nhanh hay không nhanh, chi chưa khai đỡ khai bù khoai bù khoai. Chúng ta đi tiếp, cách hỏi chính phản của câu vị ngữ động từ nǐ dài zhe zhào xiāng jì měi you, nǐ dài zhe zhào xiāng jì měi you, anh có mang theo máy chụp hình đi không? Cách hỏi chính phản của câu vị ngữ động từ có của sau động từ. Ta ví dụ, nǐ qù guò Trung Quốc měi you, nǐ qù guò Trung Quốc měi you, bạn đã đi qua Trung Quốc chưa? Bây giờ chúng ta sử dụng cái câu hỏi chính phản, nó dùng shì bù shì, có phải hay không phải. Đến một tình huống tương đối là yên tâm rồi, bây giờ muốn chắc chắn hơn ta dùng thêm chữ shì bù shì, đặt trước vị ngữ hoặc là đặt cuối câu. Ví dụ, nǐ kiè gè míng tiān huí lái shì bù shì, ngày mai anh trai của cậu về trở về có phải không? Nǐ kiè gè míng tiān huí lái shì bù shì, hoặc là tā bù xǐ huān hè kā fēi shì bù shì, anh ta không thích uống cà phê có phải vậy không? Tā bù xǐ huān hè kā fēi shì bù shì. Hy vọng các bạn sẽ đặt nhiều các câu hỏi theo cái mẫu vừa rồi, cũng đăng vào YouTube xong gửi lên cho mình để mình sửa các cái lỗi sai của các bạn của lớp học tiếng Trung online của mình. Thì thông qua cái việc hỏi như thế thì về sau chúng ta gặp các cái sự kiện trong đời sống thì chúng ta biết sử dụng các câu hỏi như thế nào để mà đạt được. Và như thế thì cái bức tranh toàn cảnh về học tiếng Trung của mình nó đã được thêm một mảnh ghép rất quan trọng. Tiếng Trung.vn chúc các bạn học tiếng Trung thành công.